chịu chứ bà Tám biết sao không? Chứ biết sao giờ. Phổi của ông là phổi có nước. Đâm cái nguyên một cái ống dây dài nó lớn gì vô trong cái tim nè. Rồi khuất vô nhiều quá, cái bữa đang ngồi ăn cơm, cái ông bị tai biến nhẹ. Giờ về chăm cứu ba bữa hết. Đúng rồi, chứ đâu có gì đâu. Của ông là bị tai biến nhẹ không sao hết. Sao hết trơn. Còn dở lại được hả? Dở bình thường, còn móc được. Cái đầu yếu á thì mỏi dứ. Cái đầu yếu mỏi dứ, cái đầu khỏe mỏi tên. Đúng hả? À, cái nhớ bà về trai không nãy Nhung nhắc. Nhớ nhớ cậu quải hầu đó chứ cậu cậu quải giả bộ cam cái cậu quải quắt cho bà đó vô cậu quải giỡn đúng không bà đó sợ bà nhảy lúc rồi chuyện đó là ông lại đây nào nói chuyện bà được đâu quá ta cứ cái nằm đó nằm đó nằm đó mấy ghế này ngồi ghế này không sao hết trơn hết trơn nó ghế nhỏ vậy nó cho nó vậy đó tội ta gấp bư lần anh á mà ta còn hầu phục lợi ta khỏe ha tôi nói thiệt để nghiêng không có sao hết trơn nha đừng có lo rồi ông táo bà táo